khai trương 32 căn hộ mini dành cho hai người tại Tân Bình. Thấy có nhiều bạn hỏi phòng gần sân bay quá, nhân tiện hai brand đang độc quyền dự án này nên review cho mọi người xem nha. Ai ở từ 1 cho tới 2 người mà ở đây là hết sảy còn mà 7 luôn, có 32 phòng mà chơi hai cái thang máy, hành lang lót full gạch men từ dưới sàn cho tới chằng nhà luôn. Đấy, nhiều đó là uy tín chưa? Vô phòng còn mê nữa nè. Phòng thiết kế hiện đại và trẻ trung với tông màu trắng làm chủ đạo. Điểm nhấn trong thiết kế là màu xám của nội thất nên nhìn vừa đẹp vừa sang. Phòng đã rộng rồi mà chơi cái nhà vệ sinh muốn rộng hơn cái phòng của người ta luôn. Nhưng mà nhà vệ sinh hơi chơi xíu nha. Nếu bỏ họa tiết hoa văn đi và thống nhất xuyên suốt một màu thì cái nhà vệ sinh nhìn sẽ đẹp hơn nhiều. Cửa tựa như thiết kế này nè, nhìn đẹp ghê không? Góp ý thiết kế vậy thôi. Cơ bản nội thất thiết bị là thấy cao cấp rồi đó. Rồi qua phòng một người nè, phòng này nhỏ gọn hơn, thiết bị nội thất cũng vậy luôn, mà nhìn cảm giác phòng này ok hơn cả nhà. Không quá rộng cũng không quá hẹp, vừa đủ dùng, khoảng cách nội thất cũng hợp lý, cần cái gì bước một hai bước là tới, và mức giá cho thuê cũng hợp lý hơn luôn, có từ 5,3 cho tới 6 củ một tháng à. Còn cái phòng lớn hơn hồi nãy á là 6,5 củ một tháng. Rồi ai thích phòng nào lụm phòng đó. Dự án trên đường Bạch Đằng ngay sân bay luôn cả nhà ơi.